Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Dying Light. Trong tập trước, cô Jay đã bị bắt và chúng ta đã tìm được đường vô. Ngày hôm nay, ta đã thấy cái museum hay là cái viện bảo tàng ở đó rồi. Nó có lá cờ của Rai kìa, chúng ta có thể nhìn ở trên bức tường đó. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi qua bển. Và đi qua bển bằng cách nào đây? Chúng ta sẽ phải tìm cái chỗ để bơi vô. Mà muốn bơi vô là phải đi ra ngoài sông. Ngoài sông hay biển? Đây là một con sông. Và bên kia hình như là cái thành phố cũ mà chúng ta đã từng ở. Nơi mà chúng ta nhảy dù xuống. Bây giờ chúng ta cũng sẽ nhảy xuống một cái. Ui da. Không sao hết. Và chúng ta có em này nhảy từ trên kia xuống luôn mới ghê. Còn ở bên dưới này, một em lính của Rai. Ôi, né hả cưng? Né. Né. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải tìm đường vô. Bên kia có airdrop hả? Không liên quan đến chuyện airdrop. Đó là zombie. Tưởng lính của Rai nữa chứ. Đi thôi. Ta sẽ phải đi qua bên đó. Chạy qua bển. Rồi ta sẽ bơi xuống bên đó luôn. Gì đó? Gì đây? Hey, đứng yên. Không có chịu đứng yên là xong. Có cái gì ở đẳng? Mới thấy có cái gì ở đẳng. Bây giờ ta sẽ đi bơi. Nhảy xuống bơi. Dưới này có cá dữ không? Có thể móc súng được không? Không móc súng được. Chắc là không có cá dữ rồi. Wow. Có ai đó đang đuổi theo. Hả? Ai? Ai đang đuổi theo? Không thấy. Chúng ta đang đi bơi mà. Làm gì? Và khu vực này sẽ có đường vô. Chúng ta tìm đường vô. Nó nằm ở đâu? Nó phải có một cái hang động hay cái gì đó. Chính xác. Nó đây. Chúng ta có thể bơi vô để mình mở đèn lên cho mọi người dễ coi. Ta sẽ bơi vô trỏng, đi theo con đường này. Và đi thẳng qua bên đây. Đi qua những cái cục đá. Nơi này đã chìm dưới nước. Và phải mau chóng bơi tới. Ra khỏi nơi này. Trước khi chúng ta hết hơi. À, có chỗ để chúng ta có thể hồi phục lại dưỡng khí. Bây giờ đường nào là đường đi tiếp đây? Bên này hả? Ở chỗ này leo lên. Leo lên bơi qua. Tiếp tục. Ở bên này có gì nữa không? Không có. Và ta đã tới được cái khu vực cần tới rồi. Đây là hang ổ bự nhất của tụi Rai. Và có đường đi hay không? Gì đây? À, nó vừa cập nhật tình hình. Bây giờ chúng ta có thể pick lock được hay không? Không được. Ta phải pick lock ở bên này chăng? Không phải. Ta chỉ có thể đi vô mà thôi. Chúng ta sẽ có những pha chiến đấu vô cùng kịch tính. Vô! Và ngày hôm qua, mình bán lộn cây súng rồi. Bây giờ mình đang cầm cây Police Gun Rifle. Và chúng ta còn có cây kiếm này. Cây kiếm này cây kiếm mạnh hơn. Nó tới 470 sát thương lận. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng nó. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi qua đây tiếp hả? Ủa kỳ vậy? Sao mới bơi xong bơi tiếp là sao? À, bữa nay chúng ta đang cần phải luyện tập để chuẩn bị cho một kỳ thi gì đó. Để chúng ta có thể bơi. Ồ, có cá nữa kìa. Giờ này cá vẫn còn sống ta. Cá còn sống nhưng con người thì sống không nổi. Tại vì ở đây giờ quá. Nước này ô nhiễm quá. Chúng ta hãy mau chóng di chuyển ra khỏi khu vực ghê tởm này. Và qua bên kia. Bơi tới. Có cách nào bơi nhanh hơn không? Không có. Anh ấy chỉ có thể bơi như vậy thôi. Không thể nào làm nhanh hơn được nữa. Và có tiếng gì vậy? Hả? Nghe tiếng gì đó. Có chỗ để chúng ta có thể lên thở một cái rồi kìa. Hay quá. Và có lính chưa? Có lính của tụi Rai chưa? Chưa thấy. Đường hầm hơi bị dài. Và lại tiếp tục bơi tiếp. Đúng là hôm nay là ngày đi bơi. Trời nóng quá, được đi bơi tắm mát. Khu vực này Haran đang thời tiết khắc nghiệt. Nắng nóng kéo dài mà không có một cơn mưa nào hết. Cho nên chúng ta có được một cái chỗ để có thể bơi. Thỏa mãn được cái nhu cầu làm mát trong cái thời gian nắng nóng như vậy.
Và có tiếng gì kìa. Nghe tiếng gì kìa. Ta cứ bơi thẳng qua bển luôn đi. Ở trên này thì không lên thở được. Chỉ có chỗ nào nó có cái phần nước nó bị hụt xuống, chúng ta mới có thể lên thở được. Và ta sẽ tới chưa? Khu vực này sao dài quá vậy? Wow, dài ghê nha. Đi thôi, cố gắng đi kiếm chỗ để có thể thở được coi. Và lên ở chính giữa đây là cái miệng giếng hả? À, đây là một cái giếng. Ta đã thở lại được. Và cần phải lấy cái móc. Móc đây rồi. Giờ phải chạy lên trước đã. Ê. Và đây. Không xài cái móc được. Đây là cái giếng thôi. Đi lên đi lên. Ta sẽ có cái đường qua ở bên kia. Lên luôn. Nãy chúng ta có thể quăng... rồi gì nữa đây? Không, ta lại bị chuyển đổi rồi. Không được. Cố gắng kháng cự lại virus. Và ta đã hết. Hết chuyển đổi rồi. Đạp này ra thôi. Ở bên dưới có gì không? Nhìn nhìn thử rồi. Troy, I hear you. Cái gì đây? I'm in. That was the easiest part of this. You realize that, right? You really suck at pep talks, Troy. Not my job. But good luck. Và chúng ta đã liên hệ với cô Troy để thông báo mình đã vô tới rồi. Ê, coi chừng. Không được té xuống như vậy. Và ta có skill để nâng. Gì đây? Skill gì đây? Ta sẽ nâng cái gì? Này là đá gãy xương. Còn này, reversal hả? Chắc mình sẽ nâng cái này luôn đi. Nâng luôn. Rồi, skill này, ta sẽ có cái này. Chuẩn bị. Đi thôi. Wow. Bên dưới đó có gì không? Chắc không có gì đâu. Và chúng ta hãy leo lên trển. Thử coi. Không được. Không cho chúng ta leo lên trển. Như vậy là bắt buộc chúng ta sẽ phải đi ở đây rồi. Leo lên luôn. Đạp cửa. Đạp cửa. Đây chỉ là cửa gỗ thôi mà. Chắc là chúng ta sẽ cần phải đi ở trển đó. Cho nên ta sẽ nhảy xuống đây luôn. Bơi lên được không? Bơi lên được luôn. Và chuẩn bị. Mọi người sẵn sàng chưa? Đó. Oh shit. Hình như chúng nó thấy mình rồi. Xong. Và có ai canh chừng ở đây nữa không? Canh phòng chỉ có hai em thôi. Tốt quá. Tụi nó đang cầm gì vậy? Police rifle. Có military không? Military bắn nhanh hơn. Chúng ta nên đổi sang cây military nếu có. Nói cầm cây police là cũng dữ lắm á. Ghê thật. Ở bên này có cái túi. Túi này có gì? Military. Nó cho được con dao military. Và tới phim cắt cảnh rồi đó. Biết rồi đó. Cô Jay đâu? Chúng ta lại gặp nhau rồi. I don't negotiate with assholes, Rice. I get out of here with Jade, or I take your other hand too. Your choice. You cannot simply demand to have her crane. You must make a showing of effort first. Attack! Move it, boys. Move it. Go, go, go. Uh-oh. Đông vậy? Tắt đèn, tắt đèn. Và lính của Rice. Đâu? Mình... Ơi, trời lũ đạn. Rồi, mình thấy một em rồi. Nó kìa, nó kìa. Bắn trúng rồi đó. Một viên. Hai viên. Mình chỉ tính viên trúng thôi. Còn viên hụt thì không tính. Ây da. Chơi lựu đạn nặng tay quá vậy. Hồi máu lại một cái. Bắn đầu em mấy đứa. It's a present for you. À, muốn chơi phải không? Thích chơi lựu đạn đúng không? Có lựu đạn chơi với mấy em đây. Ta sẽ đổi sang cái này. Đây là lựu đạn. Chọi lựu đạn. Và đổi súng coi.
đổi cây súng. Đó, có mấy đứa đang núp ở ngay tại đó. Trời ơi. Ê, lũ đạn. Ây da, thấy lũ đạn rồi. Và còn một bé đang núp ở tuốt đằng sau kìa. Chúng ta sẽ chọi cái này câu vô chổng. Không được, khó quá. Chọi trái lũ đạn câu vô chổng. Rồi, không được. Không chơi được. Và em ấy núp. Sao mà núp được em? Vậy thôi đó hả? Nghe tiếng nó chạy tới nữa kìa. Ở đâu? Trên đầu. Và lũ đạn. Đó, trên đầu. Ây da. Nghe tiếng bắn từ trên đầu. Ủa, bắn rác dữ vậy? À, đang tìm. Nữa hả? Ây da, đang chạy. Ta đang chạy, có một em đang ở dưới thì phải. À, ở trên đó. Giỡn mặt thiệt. Nó bắn rác quá. Chúng ta phải tìm chỗ để có thể bắn hạ được. Nó đâu rồi, không thấy. Rồi, mình thấy nó rồi. Thấy nó. Và ta sẽ tặng quà lên trên đó. Tặng quà nè. Có một em đang ở dưới thì phải. Nó đâu rồi? Đó. Thấy rồi kìa. Xong. Một bé nữa đang chạy tới. Hay quá, bắn trúng rồi. Còn một em nữa đang trốn ở đâu? Xài cái móc để chúng ta lên chển coi. Không cho lên. There you are. Né ra. Xong rồi đó. Gì đây? Vẫn còn. Cô ấy đang chờ chúng ta. Hãy đi thôi. Cô ấy đâu? Cô ấy đi đường nào? Hết biết cô ấy đi đường nào luôn. Và đường này không phải. Chắc chúng ta phải lên trển quá. Nghi lắm. Đây nó có chỗ parkour nè. Ở đây không cho xài mấy cái móc. Chỉ cho parkour thôi. Nãy mình từ dưới mình bắn lên không à. Chứ mình không có lên trên này với tụi nó. Ôi, đứa nào bắn? Ui dạ. Nó bắn cây military á. Và bên đó có hai em. Chúng ta sẽ cần phải đổi lũ đạn. Quăng vô. Mà nó không biết đâu. Xong. Không biết thì thôi. Ủa, nó lại là police hả ta? Mình đang cầm police rifle mà sao nó có chế độ bắn nhanh à? Nó có chuyển chế độ bắn được à? Coi thử coi. Đầu cái key binding. Chúng ta sẽ vũ khí. Quick select order. Track quest. Không phải. Hunter. Buggy. Movement. Use. Reload. Repair. Grapple. Survivor. Send. Ồ, nó không liên quan gì hết trơn ta. Kỳ vậy. Như vậy là sao? Chúng ta có gì ở đây? Tại vì mình thấy cây này bắn rất là chậm. Đó, mình chỉ bắn được từng viên thôi chứ không được bắn liên thanh. Sao tụi nó bắn liên thanh được hay vậy ta? Đó, cây này là military nè mới đúng nè. Phải vậy chứ, và có cái khiên nữa kìa. Cái khiên này chúng ta sẽ cần phải cầm súng lục. Chúng ta có thể đỡ. Chơi thử coi. Có khiên. Ví dụ như chúng ta cầm khiên lên coi. Khiên nó sẽ ở đây. Cần có siêu mastery mới xài được. Mình đâu nâng đâu. Dục luôn. Tại vì phải nâng mới xài được. Vậy là ta không nâng. Và ta bỏ cây này luôn đi. Ủa, nãy mới thấy cây military đâu rồi. Đổi sang cây military bắn cũng được. Cây này yếu hơn chút.
184-137. Và mở cửa. Chuẩn bị. Đây là cuộc đại chiến. Rai đâu? Ây da, lại bị chuyển đổi nữa rồi. Không được rồi, chúng ta phải nhanh chóng cứu cô Jay thôi. Chúng ta đang bị chuyển đổi. Không. À, chuyển đổi căng thẳng quá. Và chưa phục hồi lại thì chưa thấy đường. Đường ra ở đây. Ta hãy xông ra bên ngoài. Và phải cẩn thận. Ơi! Biết mà. Và có một em nữa, lính của Rai. Lấy lựu đạn. Và hai em đó không chạy thì chết. Còn một em ở bên kia nữa. Xong. Và còn em ở đằng đó. Wow, nó bắn gì tới bên đây ghê vậy. Bắt đầu tới bên đó. Rồi. Căng quá. Mấy em này dai ghê. Chúng ta kiếm đồ. Ồ. Đau nha, đau nha, đau nha, đau nha. Đau nha. Bắn ghê quá. Lia lịa hết trơn à. Thiệt tình là né không kịp. Bắn lia lịa hết. Hay là chúng ta cũng có súng. Không có súng là bắn cũng mệt luôn á. Ôi zombie. Zombie đông quá vậy. Lấy cái grapple coi. Chắc là phải đi ở phía trên quá. Chứ không thể nào đi ở phía bên dưới này được. À, làm sao đi đây? Bên kia, đúng rồi, qua bển. Chúng ta sẽ cần phải qua đây. Rồi ta nhảy lên cái miếng này. Nhảy qua tới bên kia luôn. Để nhảy ngược lại cái miếng ở giữa. Rồi ta sẽ nhảy xuống cái bức tượng này. Và mau chóng bắn hạ mấy em đó. Ở đâu nữa? Thấy rồi nha. Thấy cưng rồi nha. Thấy rồi. Đừng có trốn làm gì mất công. Tiếp tục. Đây là khu vực có zombie. Đây là ta phải cần phải hạ gục những con infected đó. Bây giờ người ta bắn cái bình của thằng kia cho rồi. Nó nổ. Đó, nó nổ á. Thằng đó đó. Chúng ta sẽ hạ gục con đó. Kiếm đường bắn coi. Bắn cái bình của nó. Và zombie. Mấy em zombie. Xuống luôn. Ê. Hạ gục infected. Hạ gục thì hạ gục, có gì đâu. Bu vô đây. Mau chóng bu vô đây. Một phát. Đi gà. Đi gà, đi gà. Này là kiếm mới. Xịn lắm. Rất nhanh. Ui da, ui da. Điện giật. Bây giờ chúng ta còn một em. Đạp dính tường luôn. Ờ, lại bị chiến đổi nữa rồi. Sắp biến thành zombie chăng? Chúng ta có kịp thời gian cứu cô Jay hay không? Nhanh lên, mở cửa. Jay. Jay ơi. À, không được rồi. Hả? Chúng làm gì cô rồi? Fine, Crane. To hear knock me over the head before he dumped me in here. Just give me a minute. Chúng ta phải đi khỏi đây thôi. You do not have the luxury of a minute, Scorpion. In fact, what little time you have, you owe to me. Thanks to your repair of my antennas, Crane, I've listened to every word any of you have said. How do you suppose I found you, Miss Aldemir? Or the good Dr. Camden? How do you think I broke the connection between the sectors? I
am the director of this field. And now that I have Zera's research, the GRE will do as I command, which renders the two of you useless. Tahir! You took a few train, and being useless was a train. Why roll? Why roll? Uya, uya! Viral! Hell Jay! Đi ra! Đi ra! Thôi là mình có nâng cấp vũ khí. Đông quá! Đông như vậy đó. Rồi ra nào. Bình tĩnh. Không có bình tĩnh là không được. Rồi chạy đâu? Ây da, ây da. Cái gì vậy? Con gì vậy? Hình như con nổ phải không? Chắc vậy quá. Nếu không làm sao chúng ta một phát chết liền được. Điều đó là điều không thể nào tin được. Come on, Jade, let's get out of here. Chúng ta mau đi khỏi đây thôi. Rời khỏi đây. Tự nhiên cái con nổ nó vô nổ một phát. Jade, are you hurt? Xong rồi. They didn't bite you, did they? I'm fine, just give me a second. Sweet little Jade is far from fine, Crane. She was bitten and infected hours ago. How noble of her to try and hide it from you. Biter got me on the leg. You didn't need to know. Once again, you find yourself with a choice, Crane. Your precious scorpion is about to turn, but so are you. Who will receive the answer? Who has a hope of living through this encounter? It's up to you now. Jade, here, you take this. No. No, come on. Listen, I've still got some in my system. You need this worse than I do. Crane, I just want you to promise me one thing. When the time comes, you're the one who takes me out. What? No, I... Promise me. Jade, I can't. Rồi, và ai sẽ là người chuyển đổi trước? Không. À, đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Crane, can you hear me? Jade, where are you? Cô ở đâu, Jade? Không có đi được những cái chỗ khác là sao? Chỉ con. You wanted to try and save me. Not everybody would have offered that vial the way you did. Hả? Là sao? Chúng ta đang ở thế giới gì đây? Nó quá trễ rồi. Quá trễ cho cô ấy rồi. Vậy rồi sao? Hả? Không có gì là quá trễ. Chúng ta sẽ phải đi đường nào đây? Đây là cái gì? Chúng ta sẽ cần phải leo lên. Đây là thế giới huyền ảo. Mọi thứ không còn thật nữa. Rồi sao? Cô ấy muốn... For him to go. Cô ấy muốn chúng ta phải chết bởi vì Amir cứu chúng ta mà chết. À, đây là đâu? Tôi không thể làm được điều này. Ôi dạ. You can't deny it. It's pointless. Chúng ta sẽ cần phải hiểu được tâm tư nguyện vọng của cô ấy. Đây là đâu? Đây là đâu? Và ta sẽ phải đi ở trong này tới bao giờ? Chúng ta ở đây rồi. Thời điểm mà đó chúng ta sẽ qua đời. Phía trước bắt đầu mờ đi. Hư ảo. Ta sẽ phải đi tìm điều gì đó ở đây. Reckon. Ta không còn biết gì nữa.
Đây là đâu? The only thing we can do is make what happens in between count. Cô ấy đang nói những lời cuối cùng để chia tay á mà. Chúng ta đang đi đâu đây? Ở đây giống như là tổng hợp lại tất cả những cái sự kiện chúng ta đã trải qua. Đâu? Ai? And now he's gone. Rahim's life counted. And now he's gone. Ai cũng đi hết. Chắc là phải leo lên trển rồi. Sacrificing my life means saving everyone in Harad. Then that's what I want to do. Và nếu mà tôi hy sinh để cứu được mọi người ở Harad thì đó là điều mà tôi sẽ làm. Rahim, please not now. Không phải lúc này. Đây là đâu? À, chúng ta chưa có thoát khỏi được cái ảo ảnh này. Và cô ấy đâu? Ta đang đuổi theo hình bóng của cô ấy nhưng mà chưa thấy đâu hết. Đừng có lấy điều đó khỏi tôi, Crane à. I was born premature. The doctors didn't think I was going to live. But I fought. Đây là đâu? Cô ấy đang ở đâu? I struggled and I fought and I worked and worked and worked. Đây hả? Phải không? I became a champion. I became the Scorpion. I left my mark on the world. Wow. It's my time now, Crane. It's my time. Tới thật giờ rồi. You've got to let me save you. No, not this again. Hãy để tôi cứu anh. Anh không cần cứu tôi nữa đâu. Hãy thử lại mở cửa. Đây là đâu? Không. Không, 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 không. Không. Rồi, xong rồi. Cô ấy đã hy sinh. Không. Không được rồi. Đó chỉ là ảo giác mà thôi. Anh phải nhớ những điều mà anh đã hứa với tôi. Điều đó thật đáng thất vọng. Get in there and kill them. Vô trọng giết chúng đi. Cô ấy hy sinh vì chúng ta. Chỉ có một liều thuốc mà có tới hai người. Rất tiếc. Cái này giống như điềm gỡ xuất hiện rồi đó. Và bay vô luôn. Không, Jay, bình tĩnh lại. Ghê chưa? Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Xong rồi, mọi thứ đã xong rồi. Bình tĩnh lại được rồi đó. Và chúng ta đã hại chết người yêu cô ấy. Em trai cô ấy thì chúng ta cũng phải ra tay. Và tới lượt cô ấy luôn. Này đúng là bi kịch mà. Thôi. Thôi, tạm biệt. Cho cô ấy được yên nghỉ. Rai sẽ phải trả giá cho điều này. Những người vô tội chết vì tên Rai đó. Hắn sẽ phải trả giá. Phải giờ tới lực thay xuống hả? Đó là cánh tay phải đắc lực của tên Rai này. Được lắm. Chúng ta sẽ cho chúng biết tay. Không thể nào để chúng hoành hành như vậy được. Mình còn súng ống đạn dược gì không? Ta here. Oh. Nothing you do will make a bit of difference. Có gì không? Có dao kéo gì không? Không có. Thì ta sẽ phải đánh ta here. Ra đây.
It's too late. The whole world's about to turn to shit. Và muốn ném dao hả cưng? Ném dao. And there's nothing you can do to stop it. Ui. Ây da. Ui da. Giỡn mặt. Giỡn không? Tối quá, không thấy đường. Không thấy gì hết. Đi ra đây cho nó sáng sủa, chúng ta sẽ đánh nhau cho nó dễ dàng. Ây da, không có máu nha. Không có máu. Cho nên chúng ta cần phải rất là cẩn thận. Chơi ném dao kìa. Vô đây. Chơi đứng từ xa. Ném dao không à. Ở đó mà ném dao. Lại ném dao nữa. Ai người lớn chơi ném dao không? Muốn chơi giang hồ gì kỳ vậy? Né. Đỡ. Ta phải né ra liền. Đó né. Ui da. Nó quả cái chiêu đó mà trúng được cũng hay á chứ. À. Đòn đó hơi bị nặng đó. Khó hiểu, khó hiểu. Lại nữa. Thằng này nó nhanh quá. Đó. Sao mình né qua bên đó lại là ăn đập. Lúc nào cũng ăn đập hết trơn hết á. Khó hiểu lắm nha. Gì đây, gì đây? Hả, hả, hả? Vô đây. Mấy đứa, vô đây. Và để coi thử cái đòn kết liễu chúng ta có thể làm được không. Ồ, làm được. Nhưng mà mấy em này thì hơi khó. Đó, một em. Chúng ta có thể ra tung được cái đòn này. Không, không kịp, không kịp. Bấm lộn, bấm lộn. Chúng ta phải chạy lên đạp gì nè. Đó. Chiêu này mới hạ gục nổi mấy thằng này. Nó một one shot nó. Và ta phải canh me. Hi. Đó. Ây da. Bây giờ còn phải ta hia thôi. Ồ, ta hia thì không chơi được. Ây. Cái đó chắc phải lùi về phía sau quá. Rồi lại đây. Rồi, dính chưởng. Ta hia lại đây. Chơi ném dao tiếp. Hụt hả? Và một nhát. Một nhát. Hai nhát. Ba nhát. Ây dạ. Xém được ba nhát. Ui dạ. Nó đánh từ phía sau. Nó đánh. Nó dám giỡn mặt à. Nó có thể né được. Mình có thể canh nó vừa tung chiêu một cái. Cái ngay lập tức là mình vô chém cho một cái. Cái mình đi ra. Vô đây, vô đây. Đó. Chúng ta canh thời gian phải chuẩn chút xíu. Ra chỗ sáng sủa chơi cho nó dễ. Và ta hia. Ôi bắt lửa rồi kìa. Ghê vậy. À. Kết liễu. Look at that. Ngươi sẽ phải trả giá. She lost her life for this thing. It's just lying on the floor. Bây giờ đây là thông tin. Và muốn ra tay hả? Không có đâu cưng. Trễ rồi. Cưng sẽ phải trả giá. Đó là cái gì? Không còn cái túi kia rồi. Nó chỉ có một cái tissue thôi. Nghĩa là nó có cái phẩm máu giật thôi. Yeah, those don't look like the kinds of wounds you recover from. So, then kill me. No, no, I shouldn't. I should just leave you here to suffer. That's what you deserve. Ta sẽ bỏ hắn ở đây để cho hắn theo số phận. You leave untied. Bây giờ mình có thể rời khỏi đây được rồi đó. Nice supply. Troy, it's Crane. Crane, you're alive. Troy, Jade. Jade's dead. Oh, I'm Jade sorry. Qua đời rồi. I'm really sorry, Crane. I mean it. What happened? Jade saved my life, Troy. Again.
She died saving me. Crane, you've still got to call off the ministry. That's why Jade sacrificed herself, so you could do this. Is Savvy there? Has he figured out how to get a message through? Yes, but to do it, you need to meet me. I have to give you an amplifier that Savvy says can help us break through the signal jamming. I'll wait for you in the safe zone, halfway to the antenna, where you'll need to mount the amp. Okay, Troy, on my way. Chúng ta sẽ cần phải gắn một cái máy để có thể khuếch tán cái sóng lên để liên hệ là nơi này vẫn còn người sống. Không có được thực hiện cái việc đánh bom như vậy. Bây giờ ta sẽ đi ra. Dr. Camden, it's Crane, do you copy? Crane, good to hear you're still alive. Did you find Jade? Yeah, I found her. Listen, I also found Dr. Zara's tissue samples, and I'll bring them to you, but first there's something else I need to do. Okay, Crane, but remember we don't have a lot of time. I know, Doc, but I'm about to buy us time. I'll be in touch. Ây, cẩn thận. Và chúng ta vừa gọi cho Dr. Camden để thông báo là ta đã lấy lại được đồ từ Rai. Bây giờ ta sẽ cần phải đi qua bển gặp Troy trước, rồi ta mới qua gặp ông Doctor được. Đây là một cái xếp hào của mình. Và ai đây? Troy hả? Nói chuyện. So, what do I have to do? You need to install it at the highest place possible. That way we'll have the best chance to break through. Okay, so let me guess. I need to head out to that giant antenna tower at the edge of town. The fastest way is through the sewers. Savvy will guide you over the radio. So contact him when you get to the other side. And Crane, when you install the amp, make sure to set the correct frequency on your radio. Pull this off, and the entire world will hear you. Let's hope so. See you, Troy. Và chúng ta sẽ cần phải đi tới một cái tháp anten ở đâu ở ngoài rìa thành phố để có thể kích hoạt được tín hiệu anten ở ngoài đó. Và tất nhiên là ta phải đi qua đường cống, nó mới an toàn rồi. Và nói tóm lại, chúng ta đã làm hết sức rồi nhưng mà vẫn chưa cứu được cô Jay. Và cô ấy lại cứu ngược lại chúng ta. Nhưng mà tên Rai sẽ phải trả giá. Ta hiểu đã phải trả giá rồi, giờ chỉ còn Rai mà thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.